Hôm nay mình sẽ chia sẻ món lỗ tai heo xào sả ớt nha các bạn. Sau món gỏi ngó sen, mình sẽ lấy phần giòn lỗ tai heo thì phần thịt mình sẽ xào sả ớt để ăn với cơm rất là ngon đó các bạn. Đây là ba cái lỗ tai heo hôm trước mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Mình mua về sẽ trộn gỏi ngó sen và phần thịt thì mình sẽ làm món xào sả ớt chia sẻ đến với các bạn. Mình cũng đã chia sẻ cách sơ chế lỗ tai heo với các bạn nên hôm nay mình sẽ chiếu nhanh qua thôi nhé. Sau khi sơ chế sạch thì mình đem đi luộc đó các bạn. Phần này thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Mình sẽ luộc lỗ tai heo với củ hành và gừng. Mình sẽ luộc ba lỗ tai heo này cho chín. Sau khi nước sôi lên thì mình sẽ hớt sạch bọt và mình sẽ nấu lỗ tai heo trong vòng 20 phút để hầm 5 phút và sau đó mình sẽ vớt ra để ngâm với nước đá. Trong thời gian mình luộc lỗ tai heo thì mình sẽ cho muối và 2 muỗng canh giấm vào cho lỗ tai heo trắng. Mình sẽ luộc lỗ tai heo trong vòng 20 phút. Rồi mình sẽ tắt lửa đậy nắp lại 5 phút, tất cả là 25 phút. Sau đó thì mình sẽ vớt ra để ngâm với nước đá. Mình sẽ ngâm vào nước đá lạnh cho lỗ tai heo được giòn và nguội. Rồi mình sẽ vớt ra để ráo nước, rồi mình sẽ sắc ra. Mình sẽ chia ra phần giòn mình làm gỏi và phần thịt phía trên thì mình sẽ cắt để xào sả ớt ăn với cơm. Đây là lỗ tai heo mình đã vớt ra để cho ráo nước và mình sẽ cắt phần nạc phía trên này nè các bạn. Mình cắt phần này để mình xào sả ớt nha. Còn phần giòn của lỗ tai heo thì mình sẽ cắt ra để trộn gỏi. Mình đã chia sẻ cách trộn gỏi ngó sen với các bạn rồi. Mình sẽ băm tỏi và củ hành tím, ớt, Đà Lạt mình sẽ sắc lát để xào sả nhé. Mình sẽ pha nước sốt để xào sả ớt. Đầu tiên mình cho 1 muỗng canh nước mắm đầy vào chén. Kế đến là 2 muỗng cà phê đường. Là bằng 1 muỗng canh đó các bạn. 1 muỗng nhỏ hạt nêm. 1 muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Mình sẽ trộn đều gia vị lên. Kế đến thì mình sẽ cho vào nửa muỗng canh tương ớt nha. Và sau cùng là 2 muỗng canh nước lọc. Trộn đều hỗn hợp gia vị lên. Mình sẽ bắt lên một cái chảo và sẽ cho vào 2 muỗng canh màu dầu điều.
Dầu nóng thì mình sẽ cho hành và tỏi băm nhỏ vào. Hành và tỏi vàng thì mình sẽ cho sả băm với ớt vào. Sả này thì mình đã chia sẻ với các bạn, mình bảo quản trên ngăn đông tủ lạnh. Mình làm sả nhiều với ớt và mình bảo quản trên ngăn đông để khi cần mình sẽ làm, không mất thời gian nhé các bạn. Sả vẫn tươi ngon. Mình cho sả vào xào chung với củ hành và tỏi, cho vàng thơm lên nhé. Khi hành tỏi vàng thơm thì mình sẽ cho tai heo vào để xào. Mình sẽ xào cho tai heo thấm tỏi, sả, củ hành cho thơm. Chứ tai heo mình cũng đã luộc chín rồi nên mình xào cũng rất nhanh. Xào đều tai heo xong thì mình sẽ cho chén nước sốt vào. Sẽ xào cho tai heo thấm nước sốt và hơi keo là nước lại thì mình sẽ bắt đầu cho ớt Đà Lạt mình đã cắt miếng vào nhé. Thật là thơm đó các bạn, món này thì mình ăn với cơm ngon lắm. Mình sẽ ăn kèm với cơm và có món gỏi tôm nữa, miếng da heo thật ngon nè các bạn, thật vàng và thấm đẫm gia vị, ngon lắm các bạn. Như vậy là xong rồi đó các bạn, mình sẽ dọn ra. Lẩu tai heo xào sả ớt, ngon lắm. Mình sẽ ăn kèm với gỏi tôm ngó sen nữa nhé. Gỏi tôm ngó sen mình đã chia sẻ trước với các bạn. Hôm nay thì mình sẽ ăn những món như thế này cuối tuần ngon lắm. Mình chào các bạn nhé.